Ten Hag chỉ trích huấn luyện viên Southgate. Huấn luyện viên Erik Ten Hag có ý chê bai chiến thuật của tuyển Anh trong trận thắng kém thuyết phục 1-0 trước Serbia rạng sáng ngày 17 tháng 6 giờ Hà Nội. Ten Hag là chuyên gia bình luận của truyền hình Hà Lan ở Euro 2024. Ở loạt trận đầu tiên bảng C Euro 2024, tuyển Anh khởi đầu thuận lợi khi mở tỷ số từ sớm nhờ bàn thắng của Jude Bellingham. Song, phần còn lại của trận đấu chứng kiến một tam sư chơi phòng ngự tiêu cực. Đó là tầm nhìn của huấn luyện viên, Ten Hag bình luận trên kênh NOS về màn trình diễn của tuyển Anh trước Serbia. Tuyển Anh dẫn 1-0 từ sớm rồi sau đó họ quyết định đánh cược với việc lùi sâu đội hình, chờ đợi khoảnh khắc nào đó trong phần còn lại của trận đấu. Huấn luyện viên trưởng Manchester United khẳng định, tuyển Anh chơi rất bị động trong trận đấu này. Ngay sau khi dẫn 1-0, họ chủ động lùi sâu đội hình. Điều đó giúp Serbia làm chủ trận đấu và có những cơ hội. Tuyển Anh bị chỉ trích về lối chơi kém hấp dẫn. Guardian khẳng định Ten Hag có lý khi cho rằng Gareth Southgate quá cầu toàn trong trận đấu với Serbia. Tuyển Anh được đánh giá mạnh hơn nhiều so với đối thủ. Họ dẫn bàn từ sớm nhưng lại chọn cách nhập cuộc thiếu chủ động. Cựu danh thủ Paul Ange cũng cho rằng Southgate sẽ không thay đổi, ngay cả khi chính lối chơi đó khiến tuyển Anh thất bại ở chung kết Euro 2020. Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Anh sẽ chạm trán Đan Mạch lúc 23 giờ ngày 20 tháng 6, còn Slovenia gặp Serbia trước đó, lúc 20 giờ.